cotta. Banana cotta. Bữa nay hai mẹ con mới mua banana cotta nha mọi người. Cái này là em có cái vị chanh dây nè. Cái này là gì con? Việt Quốc nè, với lại là màu hồng dâu. Màu đỏ là dâu. Dâu. Màu xanh là gì? Dưa lưới với lại kiwi. Dưa lưới với kiwi nha. Con dưa lưới không? Rồi mình sẽ bắt đầu thử nha mọi người. Mình lấy cái gì cao cao mình để cho lên cái. Để gì? Để cái này lên cao cao xíu cho mọi người thấy cho dễ nè. Con đợi một chút. Mình muốn có ta đó mọi người. Có đó cô chú anh chị. Ngon không? Con đoán thử cái là ngon không? Ngon, người trước rồi bên nào? Để lên đây đi con. Hai vị này, hai vị này. Này để này. Đó. Đó. Thấy cao rồi. Cao rồi, bây giờ tụi ăn thử nè, bắt đầu. Đó dưa lưới của mẹ. Mỗi người 3 cái muỗng. Mỗi người 2 muỗng. Còn muỗng này bỏ đi. 5 cái muỗng lận. Mỗi mua 5 hũ là sẽ cho 5 cái muỗng luôn. Đây. Cái này là mình mua lận này... Mỗi người 2 muỗng. Rồi con ăn thử cái này đi. Cái này là dưa lưới. Okay. Mami sẽ ăn chanh dây. Chanh dây hả? Mami thích chanh dây. Đây là thích dưa lưới. Ngon không? Ngon không? Nung nính đó. Ngon chứ. Mẹ nó có cục gì nữa nè. Nó ra cục dưa lưới đó trời. Dưa lưới. Đâu ăn cái thấy sao? Đó, nó muốn tuyệt vời. Chua vậy. Chua không? Sao dưa lưới mà chua? Chua. Để nó ăn dâu đi. Đây, con mắm bị gỡ ra được rồi đây. Đây nè mọi người. Một khẩu như này này có nó sẽ có nhiều sốt nha. Của bên em cũng nhiều sốt nữa chứ bộ. Ừ. Đây rồi, con mang cái này mà ăn dâu đi. Đây Việt Quốc. Việt Quốc ha. Ăn Việt Quốc. Nay á là mua cái hũ này nó bự á, nên là 10.000 hũ. 10.000 hũ hả? Ừ, đến nè. Nó bị chảy ra. Rồi, đây. Đây, mình sẽ ăn thử cái bánh. Bánh nacosta vị ngọt. Ngọt không? Ừ. Ý, cái này bị xoài mà. Xoài. Nè. Xoài. Nó có nhiều sốt. Như kẹo vậy á, như lâu câu vậy á. Bỏ thêm miếng đá nữa cho ngon. Thôi đừng bỏ vô, nó chảy nước sốt chứ con. Chảy nước sốt. Cái sốt nhiều lắm. Nè con ăn thử cái sốt xoài rồi. Thôi đừng ăn đó. Rồi đâu ăn đá đi. Mình đang thích ăn đá. Ngon không? Ngon hả? Sao mẹ nói cái nào là bà? Thì mình nói chuyện dễ thương mà. Bé Na thích ăn đá nha mọi người. Này. Cái bánh này nó mịn mịn lắm. Mịn mịn. Màng á. Mà sao một cục to, siêu to phẩm lợ. Nhiều sốt lắm luôn. Mẹ tưởng đó là chanh dây ấy về là. Ấy về là xoài ha. Ừ, cầm bé lại lên. Thấy ngọt hay ngọt? Ngon ngọt. Ngon ngọt ha. Ngon. Đấy, sói quá trời luôn. Cậu hồi nãy là út có cậu câu nữa. Nún nín. Tiếp theo mẹ sang thử. Dâu. Dâu. Này làm dâu. Dâu. Dâu một củ dâu cũng nhiều sót đâu. Đấy, đang bị quất ngon không? Nè. Ngon. Dâu quá quá quá. Việt quá. Mình sẽ lấy một cái muỗng khác. Hai muỗng của mấy đây nè. 5 cái muỗng luôn mà lo gì. Để đi đại đi. Ok. Cái dâu này nó không, cái sốt dâu nó không ngon. Nghĩa là dâu nó không còn chua nhưng mà. Nghe cũng đỡ muỗng luôn. Nó hơi nhẫn nhẫn ta. Ôi, bây giờ cái muỗng dâu này nó hơi mà nhẫn nhẫn. Mỗi người hay á, ngọt nhưng mà nó còn nhẫn. Đây nè, ngon quá. Để bên nào nó nín. Rồi múc coi thử nè. Đừng ngừng. Lắc lư được không hả? Được. Ngon. Nó mừng. Nó mừng lắm. Mịn hả? Lắc nữa. Mẹ lắc được không? Không. Không ăn. Cục bự quá. Ăn thử muốn thử quá. Nhỉ? Ok. Ngon hả mẹ? Việt Quốc là chỉ có hột ngọt thôi, không có chua. Đúng rồi, hột ngọt. Cái này là
Châu á nó có hậu chua với ngọt mà hơi nhẫn nhẫn. Hơi nhẫn nhẫn xíu. Nhưng mà hơi kệ. Ta biết là con bỏ cái muỗng xuống bớt đi. Cầm chi hai cái muỗng đi trời. Rồi sụp cái đây nè. Thì mỗi người hai cái muỗng chứ sao. Ừ. Đinh đinh đinh. Nè, đinh 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 đinh. Ngon không? Con nói con ăn thử dâu anh. Dâu chua chua. Nó ngọt. Ừ, hòa mẹ trời. Chua quá. Nào quá mẹ chua. Dâu rồi phải không có hậu chua, ai mượn chọn dâu. Thấy không? Thấy không? Ngon. Nhức nát chồm. Nhức nhức. Đã hửi thấy cái thơm không thơm? Thơm. Thơm dâu à? Thơm biệt quá, thơm biệt quá. Thơm dâu, thơm dâu, thơm dâu. Của Nhật Bản á. Dâu nó chua, cái này đâu phải của Nhật Bản, cái này mình mua ở đây mà. Ông thử đi. Mẹ lại đi, giờ vô đây để camera quay con chứ con nít bé sợ thấy con. Dâu ngon chứ? Chưa. Chưa đâu chưa. Mẹ đừng có đút cho cái nào hoài. Rồi tự múc ăn đi. Mấy người người hủ chứ. Dạ mấy mày xin lỗi sang ăn dưa lưới. Bình thường em ăn ít mà ngồi dưa na cũng ăn ít. Nên là hai bà con không có mua nhiều. Mua nhiều lãng phí. Mình mua lần 5 hộp thôi. Mua nhiều ăn không hết để lãng phí nên là mua lần 5 hộp. Ủa quán năm vậy? Ăn gì cũng ít chứ con người gái lại gái nước rồi kìa chắc. Rồi. Mà ác không biết quần xì. Mày cái gì mà chua dữ ta? Dưa lưới. Dưa lưới. Dưa lưới mà sao chua dữ? Ai biết được. Dưa lưới chua nè, dâu chua. Kiwi chỉ có Việt Quốc là ngọt không mà xoài. Xoài cũng ngọt. Xoài cũng ngọt mà ngon ngon, giòn, béo béo. Cái này là dưa lưới với Việt Quốc sao dưa lưới với dâu sao chua chứ? Với kiwi nữa. Ừ. Còn ủa tại vì tại ừ, tại thử đi. Xàm vậy trời. Ngồi đừng ngồi gần ở đây. Con ngồi cái gì ngồi. Bút ban mà ngồi làm kì. Người ta cười chứ. Ngồi sụp vô trời. Ngon. Ăn hết cái này chắc đã. Ừ. Sáng nay mẹ con dậy trễ xong ăn cơm ăn sáng trễ. Nên là giờ ăn cơm cũng trễ, giờ là 11 giờ mấy à. Mới nấu cơm xong. Mà giờ lôi này ra múc ban luôn. Này mẹ nói bé này viết bài nữa. Ừ. Đứa nào mới chép bài xong chữ N. Mà viết Ngơ. Mà viết chữ đẹp lắm. Là in nơi giống như là ngờ. Đâu con đánh dần gây tờ gây ti gì. Gây ti sắc tính. Rồi gì nữa. Tờ y tế huyền ti. Trời lớn lắm. Tờ y tế huyền ti. Rồi đưa cái mặt sụp ở đây trời. Rồi tờ y tế nào ai hỏi. Hỏi tỷ. Tiếp nặng. Rồi y tế nặng tỷ. Ừ. Thôi. Thôi y tế. Ơ thôi thôi gì. Hả? Hở phở. Trời ơi ghê ghê. Hở phở hở phở chứ. Nữa gì nữa. Nhằm ăn nghe ngáo. Ngờ ơ ngơ huyền ngờ. Ừ hứ. Ngờ ơ ngơ. Ơ huyền ngờ đúng không. Ừ. Cái mặt ơ ngờ khờ mà chứ phải ngờ. Khờ ơ khơ huyền khờ. Khờ ơ khơ huyền khờ. Ừ. Khờ. Cái mặt khờ gì xấu như vậy. Mọi người ngay lại sụp ở đây cho cô chú thấy cái mặt à. Thôi bye cô chú đi. Mình quay 10 phút thôi. Giờ còn bye cô chú đi ha. Bye cô chú. Bye cô chú anh chị nha. Con cảm ơn. Mọi người nhớ đó, mọi người theo bấm theo dõi kênh cho con nha. Mọi người phải bấm theo dõi kênh cho con nha. Đăng ký kênh cho con nha. Thả like nữa. Thả like cho con.
chú nha. Cảm ơn con chú. Ngày mai con sẽ múc ba cái khác. Ngày mai con sẽ múc ba cái khác. Banana cotta nha.